Em bị từ bao giờ? Bị viêm mũi dị ứng nữa đúng Ừ, không? em Em bị kể nó viêm luôn. mũi dị ứng từ nhỏ rồi, em bị sữa thì khoảng 7-8 năm trước. Viêm phế quản. Vâng, viêm phế quản mãn tính ạ. Thì lúc bị viêm mũi dị ứng á, thì nước mũi nó chảy, lúc ngủ nước mũi nó chảy xuống họng này, thế chảy vào phế quản, thế là gây ra viêm phế quản, em bị sữa. Em thì hay bị về đêm. Vâng. Với cả lúc hoạt động thể thao mạnh ấy, thì em hay bị khó thở. Vừa nãy anh dán cho em thì đang dán em cảm nhận như nào, em nói phổi chưa cảm nhận như nào. Vừa nãy thì lúc mà anh đang dán thì em cảm thấy phổi em nó kiểu ợ hơi ra ấy, thì lúc em cảm thấy dễ thở hơn. Thì thông thường mọi khi là em khó thở thì em phải ngồi thiền rồi cố gắng thở ra, cố gắng ngồi thở thiền nhiều ấy. Khoảng hơn 1 tiếng thì nó mới ợ hơi ở đấy, nhưng mà anh dán thì nó ợ hơi luôn. Luôn đấy Ừ, là anh thì chưa em dán thấy xong, anh đang dán nửa bộ tiêu viêm ấy. thế là em thấy phổi nó nhẹ hơn. Nhẹ hơn à? Vâng. Tốt rồi, bây giờ thì cảm nhận sao? Bây giờ em cảm thấy nó rát rát ở mặt đấy. Xong còn ở dưới phổi, phổi dưới họng. Họng thì sáng nay em bị ngứa thì bây giờ nó vẫn hơi ngứa, còn phổi thì em thấy thoải mái, nói chung không không cảm thấy khó chịu. Rồi, cảm ơn em.